cá vên là loài cá nước ngọt. Vào tháng 2 đến tháng 5 hàng năm, khi thủy triều lên, thường ngược sông Lam vào sinh sản. Cá vên ăn rất ngon, thịt cá vên béo, dai, thơm và ngọt, dễ chế biến thành nhiều món ăn ngon. Mùa cá vên, người nội trợ thường tìm mua cá vên về chế biến món ăn cho gia đình mình, vì loài cá này ăn rất lành và mát. Chúng ta có thể chế biến được rất nhiều món ăn hấp dẫn từ loài cá này như hấp dưa, sốt me hoặc làm chả cá vên, ăn đều rất ngon và dễ ăn. Nhưng ngon và hấp dẫn được nhiều người yêu thích nhất là món cá vên kho nghệ. Chào quý vị và các bạn, tôi là Sáng, bếp trưởng nhà hàng Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Sau đây tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn món cá vên kho nghệ. Thì cá vên là một đặc sản của vùng sông Lam Nghệ An. Đặc trưng của cá là dai và thơm. Đối với cá vên thì chúng ta có thể chế biến rất nhiều món ăn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn món cá vên kho nghệ. Đối với cá vên kho nghệ thì có các gia vị đi kèm, đó là bột nêm, mì chính, ớt bột, nước mắm, đường, tiêu và dầu ăn. Và ngoài ra không thể thiếu đó là nghệ và hành tắm. Và bắt đầu chúng ta sơ chế cá. Thì đầu tiên ta sẽ cắt vây. Sau đó chúng ta cắt máng và làm ruột. Sau khi chúng ta sơ chế xong thì chúng ta sẽ rửa cho sạch cá. Chúng ta sẽ loại bỏ các cái mang đen bám trong ruột cá. Sau khi rửa sạch cá thì chúng ta sẽ thái thành những khúc vừa ăn. Chúng ta chuẩn bị bước vào chế biến. Đầu tiên ta cắt nghệ. Nghệ ta phải lát mỏng. Sau đó là hành tắm bấm nhỏ. Sau khi mình thái nghệ với mắm hành xong thì mình có thể là chia làm hai phần, một phần thì để dùng để tạo hành mờ, còn một phần thì mình ướp với cá. Ta cho thêm gia vị là bột nếm, mì chính, ớt bột, đường, một chút nước mắm, ướp tầm khoảng 15 phút cho cá ngậm gia vị. Sau khi chúng ta tầm ướp xong cá thì chúng ta tiếp tục ta tạo hành với nghề xong để cho cá vào, sau đó cho nước vào. Sau khi nước sôi thì mình cho cá vào. Mình phải đầy vung lại, đun nhỏ lửa. Đến khi nào nước sôi thì chúng ta sẽ giảm lửa, cho đun đến khi nào nước sánh lại, gia vị đều là được.
Như vậy thì 65 phút thì chúng ta đã thực hiện xong món cá viên kho nghệ thơm ngon và bổ dưỡng. Thì sau đây tôi sẽ cho cá ra đĩa. Như vậy là tôi đã thực hiện xong món cá viên kho nghệ. Yêu cầu của món ăn là nước vị sánh và cá không bị nát, và dậy mùi thơm đặc trưng của cá. Chúc quý vị thực hiện thành công món này tại gia đình. Cá viên cũng có nhiều ở vùng sông Đà. Cá có thân cao và dẹp hai bên, vảy màu trắng bạc, có xương sống cứng và to, có trọng lượng từ 1 đến 2 kg, thường sống ở vùng cửa sông, đặc biệt là ở hạ lưu và trong các hồ giàu chất dinh dưỡng có nhiều tảo. Nó cũng có thể được tìm thấy trong vùng biển nước lợ vào ban đêm khi chúng đi kiếm ăn gần bờ. Đây là giống cá sống ở vùng nước sạch. Thức ăn cho chúng chủ yếu là sinh vật, thực vật như các con côn trùng, rau, tảo, lá cây. Miệng căng to giúp nó đào được ấu trùng, sâu. Động vật có hai mảnh vỏ. Cá vên béo nhất là vào mùa sinh sản, từ tháng 2 cho đến tháng 5 âm lịch. Vào thời gian này, chúng thường ngược sông Lam lên vùng thượng nguồn để sinh sản, nên người dân nơi đây gọi là mùa cá ven. Cá ven không chỉ ngon mà còn rất lành và mát, là nguồn cung cấp chất béo omega 3, vitamin B cho cơ thể, đặc biệt rất tốt cho việc phát triển trí não và thần kinh. Ngoài ra nó còn cung cấp nguồn vitamin B12 dồi dào, giúp thúc đẩy sức khỏe tim mạch, cân bằng mức hormone cystein trong huyết thanh là một yếu tố gây hại cho thành mạch máu và tăng nguy cơ sơ vữa động mạch. Lượng vitamin D cũng có nhiều trong loài cá này, nên rất có lợi cho sự tái tạo mật độ xương. Vitamin D lưu hành trong máu như một hormone để điều chỉnh nồng độ canxi và photpho. Trong cá ven cũng rất giàu protein, cung cấp axit amin thiết yếu cho cơ thể con người, làm nhiệm vụ vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng trên khắp cơ thể. Đây còn là một loại thực phẩm lành mạnh cho những người muốn giảm cân. Thịt cá ven trắng, béo, bùi và rất dễ ăn. Dễ chế biến được nhiều món ăn hấp dẫn, đặc biệt là ăn cùng với cơm nóng. Cá ven rất tốt cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, đối với trẻ nhỏ, nên lọc bỏ hết phần xương cho bé. Cá ven không có xương răm, nên công đoạn này cũng dễ dàng. Cá ven sau khi bắt dưới sông lên rất nhanh chết, nên khi lựa chọn cá ven, chúng ta phải hết sức lưu ý. Phải chọn con cá có mang còn đỏ thì cá mới tươi. Khi ăn còn giữ được vị thơm ngon. Cá ven bị ươn thì ăn sẽ không ngon, gây mùi khó chịu và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người sử dụng. Trước khi chế biến món cá ven kho nghệ, thì món cá ven kho nghệ thì chúng ta phải dùng hành tắm với nghệ tươi và táo vàng lên, rồi và cá thì chúng ta phải cho cá vào khi nước đã sôi, và đến khi nước sôi thì chúng ta phải cho lửa, hàm lửa cho liu riu lại để cho cá ngậm đều gia vị. Thank you.
Cá vên có thể chế biến được nhiều món ăn như hấp dưa, kho nghệ, đều là những món ăn dân dã nhưng đậm đà, rất dễ ăn với cơm. Những món ăn từ cá vên đều được chế biến rất đơn giản. Chỉ cần thêm một ít dưa muối, rau ngổ tàu, chúng ta có thể có món cá vên hấp dưa hoặc cá vên kho nghệ, cũng là món ăn được những người dân vùng sông nước ưa thích vì nó vừa đánh tan được mùi tanh của cá tươi, vừa giữ được vị ngọt thơm của nguyên liệu khi có thể tìm ngay trong vườn nhà mình. Vị béo mùi của cá vên hòa quyện trong vị thơm của nghệ cùng màu vàng sền sệt từ nghệ tươi sẽ mang đến cho người thưởng thức một món ăn có hương vị, màu sắc đặc trưng riêng hấp dẫn, dễ đưa cơm trong những ngày hè oi nóng.